Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết cải lương chi bảo, ly hôn cầu thủ vì không có con, lấy tỷ phú sinh ngay quý tử. Sự nghiệp vẻ vang nhưng cuộc đời nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết gặp không ít sóng gió, bà từng trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và sống độc thân khi về già. Định mệnh với cải lương, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết tên thật Nguyễn Thị Bạch Tuyết, sinh năm 1945 tại làng Khánh Bình, Châu Đốc, nay thuộc Khánh An, An Phú, tỉnh An Giang. 9 tuổi, Bạch Tuyết đã mồ côi mẹ, bà được cha gửi vào trường dòng để học, chịu sự rèn luyện nề nếp của các ma sơ. Nhưng lại sao, bà vẫn tìm đến với nghệ thuật như một định mệnh. Nghệ thuật cải lương mơ mộng bay bổng mà ngay chính bà cũng không dám nghĩ mình sẽ bước chân vào. Những lần đi xem cải lương chui, con bé Bạch Tuyết trang vô xin hình của nghệ sĩ Úc Bạch Lan, Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga, rồi ngồi vẽ lại trên giấy cho đỡ ghiền. Định mệnh tiếp tục đưa đẩy Bạch Tuyết làm quen với soạn giả Điêu Huyền. Ông giới thiệu cô gái trẻ tiếp xúc với những tay đàn cự phách như ba luông, chân vân, học ca một cách mùi mẫn. Thế là 16 tuổi, Bạch Tuyết bước hẳn vào thánh đường cải lương. Chỉ sau một năm đi đoàn tỉnh, bà đã về đoàn Úc Trà Ôn và cũng một năm sau thì đoạt giải Thanh Tâm. Chỉ 3 năm bắt đầu sự nghiệp mà Bạch Tuyết đã đến đỉnh vinh quang. Sự nghiệp ấy còn rực rỡ khi Bạch Tuyết về đoàn Dạ Lý Hương kết hợp với Hùng Cường, làm thành đôi sóng thần tung hoành khắp sân khấu miền Nam. Bà được báo chí gọi là cải lương chi bảo, là một danh hiệu quý giá đã theo bà suốt đời. Năm 1975, bà tiếp tục phát triển rực rỡ, được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú rồi nghệ sĩ nhân dân. Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết không chỉ đi hát mà bà còn có những đóng góp phong phú cho cải lương. Việc bà lấy được bằng tiến sĩ là một vết son cho giới nghệ sĩ vốn ngày xưa bị xem là xướng ca vô loài. Bạch Tuyết hồi tưởng, những năm sau giải phóng, nghệ sĩ Sài Gòn chúng tôi có dịp tiếp cận với nhiều cán bộ cách mạng, trong đó có anh ba Lê Duy Hạnh. Một bữa nọ, anh ba nói thẳng vô mặt tôi, cô hát thì hay thiệt, nhưng không có nền tảng học vấn thì người ta cứ xem là dốt. Trời đất ơi, tôi như bị tạt gáo nước lạnh, tôi hỏi, học sao hả anh? Thì học văn hóa, nâng cao trình độ mọi mặt. Thế là tôi tức quá, về nhà cấp cặp đi học lại, lấy xong bằng lớp 12, thi luôn vô Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, miệt mài cho bằng được cái bằng cử nhân năm 1985, rồi bay qua luôn Bulgaria học tiếp, lấy văn bằng tiến sĩ năm 1988, khoa đạo diễn ở Viện Hàn Lâm Sân khấu và Điện ảnh tại Sofia. Nhờ nền tảng học vấn ấy mà Bạch Tuyết có thể viết sách, sáng tác và đạo diễn nhiều kịch bản đầy chất văn học. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ còn viết những trường ca Phật giáo, ngồi ghế giám khảo cho các cuộc tranh tài Chuông Vàng Vọng Cổ, Trần Hữu Trang, Bông Lúa Vàng. Ly hôn dù vẫn yêu thương nhau. Người chồng đầu tiên của nghệ sĩ là danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lan. Bà miêu tả đây là người đàn ông cực kỳ tốt. Tôi không thể chê anh ở điểm nào hay nói anh là không tốt. Chồng cũ của tôi khi đó là một bậc đại trượng phu, sống rất đàn ông, rộng lượng, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết nói. Tuy nhiên sau một thời gian chung sống, họ buộc phải chia tay vì nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết không sinh được con trai nối dõi cho nhà chồng. Hai đứa quá thương nhau, hôm đó ngồi khóc với nhau, mình mới nói, thôi anh về lấy vợ đi để cho vui lòng gia đình, bà tâm sự giây phút chia tay chồng cũ. Sau khi ly hôn, danh thủ Tam Lan cưới vợ khác và có một người con. Hôn nhân tan vỡ từng khiến nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết suy sụp, muốn xuất gia đi tu, bà kể. Mình nghĩ cái số kỳ cục rồi, gặp người tốt, người đàng hoàng mà lại gian dở nên sẽ đi chơi cho đã rồi đi tu luôn. Là một người mạnh mẽ, dứt khoát, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết quyết tránh mặt chồng cũ để gia đình ông được bình yên. Trong chương trình lần đầu tôi kể, bà tâm sự, ngày đó tôi quá nổi tiếng, báo chí liên tục săn đón đưa tin. Nếu tôi gặp anh ấy mà bị báo chí đưa lên thì tôi sợ gia đình anh ấy cãi vã. Dù vậy, nghệ sĩ khẳng định họ vẫn tiếp tục thương yêu nhau cho đến ngày danh thủ Tam Lan qua đời. 3 tháng trước khi mất, anh Tam Lan xin phép gia đình cho đến thăm tôi để gặp tôi một lần rồi chết. Đó cũng là lần gặp đầu tiên kể từ ngày chúng tôi ly hôn. Tôi nghĩ chúng tôi đều đã già hết rồi, có gặp nhau cũng chẳng sao. Sau đó 3 tháng thì tôi nghe tin anh Tam Lan mất. Tôi không hối hận và cũng không đau khổ gì hết. Bà tâm sự về chồng cũ. Sống độc thân ở tuổi U80. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết bén duyên với một người đàn ông Việt kiều Pháp sinh năm 1974. Cả hai quyết định dọn về sống chung chỉ sau một tuần quen biết. Tuy nhiên đến 6 tháng sau, bà mới biết ông là một tỷ phú. Đặc biệt trong thời gian sống chung với người chồng thứ hai, nghệ sĩ sinh được một người con trai. Ông ấy tự mua villa, tự sắm sửa mọi thứ rồi dẫn tôi lại. Hỏi chịu ở đây không? Tôi thấy mắc cười quá nhưng bất ngờ tôi phát hiện mình có bầu. Ngộ quá nên tôi nói với ông ấy rằng tôi không có ý định này. Thế là ông ấy bảo tôi sống bớt chảnh cho trời thương. Sau khi sinh con xong, tôi mới nói với ông ấy rằng điều này là bất ngờ, chứ không phải thấy ông ấy giàu mà tôi làm vậy. Tôi nói với ông ấy rằng tôi rất thích làm single mom, mẹ đơn thân, bà kể. Dẫu vậy, vợ chồng nghệ sĩ cũng không thể gắn bó đến cuối đời. Nghệ sĩ không chia sẻ về nguyên nhân tan vỡ cuộc hôn nhân thứ hai. Tuy nhiên, bà nhiều lần chia sẻ về cuộc sống độc thân vui vẻ ở tuổi U80. Hiện nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết đang sống tại Việt Nam, còn con trai duy nhất của bà đã trưởng thành và ổn định cuộc sống tại Mỹ. Được biết, con trai bà, Valerie Baldwin Bảo Giang, hiện là doanh nhân thành đạt và đã có 3 người con.
Trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết tận hưởng cuộc sống an nhàn ở tuổi U80. Mỗi ngày, nghệ sĩ dành 4 tiếng để học. Bà thành thạo nhiều ngoại ngữ, tích cực trong các hoạt động nghệ thuật và thường xuyên cho ra mắt những ca khúc cải lương được chuyển thể từ nhạc trẻ.